để chơi con quạt. Rồi bé Nhi giới thiệu đi. Bé Nhi nha, bé Nhi nói bé Nhi bao nhiêu tháng tuổi rồi? À, bé Nhi 20 tháng rồi. 22 rồi. Rồi bé. Để coi có cái hộp nào có cái con gì trong đó không, nhả lên nè, nhả lên nè. Không có. Nhi, cái gì ở hộp khác rồi. Ê, có con gì đó. Con gì đó bé Nhi? Con gì đó con? Con gì đó? Cái hả? Rồi, đây để mẹ làm nữa rồi bé Nhi kiếm nha, bé Nhi dở coi có không nha. Rồi, rồi bé Nhi dở coi có không? Không có. Không có luôn. Rồi bé Nhi dở thế này. Có không? Có. Con gì đó? Để, rồi mẹ đẻ thêm con lên đó nha. Rồi để giờ rồi mẹ xoay nha, rồi mới đi dở nha, coi có không nha. Rồi đi dở lên coi có không. Có không? Không có. Ý không có. Không có. Ý con gì đó? Mấy nhìn cầm con gì đó? Rồi sao vậy? Ờ rồi rồi bé Nhi dở lên coi có con gì trong đây không. Dở lại, dở lại. Không có. Không có. Ý có không? Con gì đó? Bé Nhi cầm con gì đó? Con gì vậy? Cái dầm. Rồi bé Nhi úp lại đây rồi mẹ xay nữa rồi cho bé Nhi chọn nha. Rồi xay vòng vòng nữa. Không có. Rồi bé Nhi chọn nó đi coi có không. Ý có không? Con gì đó? Con thỏ. Không có. Rồi để mẹ xay những cái nữa nha. Con gì bác? Chó kìa. Không có. Xin kìa. Rồi mẹ xay nha, vòng vòng nha. Chưa chưa chưa. Rồi xong mẹ xay vòng vòng rồi đó. Rồi bé Nhi chọn nữa đi. Không có. Cái ý có chưa? Cái cầm lại. Để mẹ chọn. Rồi để mẹ chọn lại ha. Rồi bé Nhi chọn nha. Bé Nhi chọn coi có không nha. Chưa chưa chưa, để mẹ chọn. Để mình chọn lại rồi bé Nhi chọn coi có không nha. Rồi bé Nhi dở hộp nào lên. Rồi bé Nhi dở rồi. Rồi bé Nhi dở đi. Bé Nhi dở hộp nào lên coi có không.